Chào anh em nhé, chào các bác trong hội nuôi ong Việt Nam, ong nội. Hôm nay tôi làm clip là hướng dẫn cho anh em mới chơi, anh em chơi vân nghệ, cái cách gọi là rũ ong để mình khai thác mật nhé. Đây, thứ nhất cái dụng cụ cần thiết nhất trong quá trình làm đó là cái bình xịt khói này và cái mũ bảo hộ này. Quan trọng nhất là mũ bảo hộ, mình phải bảo hộ kín được cái phần mặt. Thế còn cái phần tay thì có thể là mình không cần dùng găng tay, mình dùng tay không cho nó thật tay. Mình sẽ đưa một chút khói vào để cho ong nó chui xuống dưới đáy thùng nhá. Đây bây giờ đây là toàn các bác thợ nuôi ong chuyên nghiệp đấy, anh em xem cách rũ này. Rồi nhấc lên này, rũ từ từ, rũ dứt khoát này, rũ theo chiều dọc xuống này. Đấy. Đây nhá. Rồi. Anh rũ dọc xuống phải không anh? Đấy, rũ dọc xuống hơi lắc. Và khi mình đưa ra cái giá nẻ cầu này hết rồi, mình lại tiếp tục xịt khói vào để ong nó dạt ra vào cho một chiến sĩ khác xách lên trên kia để quay mặt nhá. Trên kia quay mặt. Đó. Cái này thì mình làm rất là nhẹ nhàng, nó cũng tùy từng tổ, có tổ giữ, có tổ không giữ. Đây bắt đầu làm một cái tổ mới nhá. Bắt đầu làm tổ mới này. Đó. Mình đưa một lượng khói ít thôi, đưa lượng khói vừa phải thôi thì ong nó ngửi cái khói là nó sẽ dạt xuống dưới đáy thùng. Thế nếu mà trường hợp mà xịt quá nhiều khói là nó sẽ nhão lên, nó vỡ ra ngoài luôn nhé. Sau đó mình san các cầu ra ngoài, ra tách các cầu ra này, lấy thước ra này, lấy hết thước ra và mình đánh dấu, ví dụ thùng có bao nhiêu cầu mình đánh dấu lại để sau này mình cho vào cho nó chuẩn nhé. Ví dụ như thùng này là thùng 5 cầu này, rồi bắt đầu tiến hành rũ ấy. Đấy, rũ theo chiều dọc, rũ nhẹ tay thôi. Thế còn còn cái ong nào trên đấy thì có thể là mình sẽ lấy cái bình xịt khói mình xịt vào lên cái cầu đó thì là ong nó sẽ bay ra lại. Thế còn khi mà nó lắng xuống rồi ấy và mình rũ như này ấy, thì mình làm thật nhẹ và mình sẽ không cho thêm khói nữa. Cái cho thêm khói nữa là nó sặc, nó lại trào ra ngoài lại nhé. Đây. Đấy. Được cầu là sách ở trên xuống nhá. Đây anh em quan sát này. Rồi rũ dọc xuống. Rồi rũ dọc và tốc độ là tăng dần tăng dần. Mới thì từ sau gần hứa là mình rũ gấp để cho ong nó xuống hết thùng nhanh nhé. Rồi. Và khi cái khoảng thùng nó trống rồi là mình xoay cái cầu nó chéo ra để cho nó rộng. Rồi. Thế lấy đủ ra cái khay đựng cầu rồi là xách lên phía trên kia để cắt bít quay mặt nhé. Đấy. Thì cái này thùng bao nhiêu cầu thì mình sẽ đánh dấu ở trên cái vạch kia, đánh dấu. Ví dụ như thùng này là thùng 5 cầu. Sau khi quay mật xong, mình sẽ tiến hành thả 5 cầu vào. Có thể là thả các cầu nó lẫn lộn thùng cho nhau cũng được, nhưng mà quan trọng là thả đúng số lượng cầu nhé. Thả đúng số lượng cầu thì ong nó sẽ ổn định dần dần lại, xong mình thả vào nhé. Thế này là đang anh em đang tổ chức rũ ong để khai thác mật. Đây là có một anh chuyên một, hai người chuyên rũ nhé. Đấy, hai người chuyên rũ thì khi quay xuống, quay xong thì bắt đầu lại xách cái cầu mà quay xong rồi ấy xuống thế này và khi đó là sẽ vào lại nhé. Đấy, anh em quan sát này, tách nó ra, thùng này thùng 3 cầu này, tách nó ra, bỏ thước ra, mới mình cho một chút khói thôi để cho ong nó sạt xuống dưới. Khi bắt đầu mình rũ rồi thì mình sẽ không cho khói nữa. Cái này phải có kinh nghiệm là xịt khói làm sao xịt khói vừa phải thôi. Cái xịt nhiều quá không phải là tốt, xịt nhiều quá nó sặc, nó sẽ trào hết ra ngoài là nó còn bể hơn nữa nhá. Không xịt khói thẳng vào trong thùng mà xịt khói ở trên mặt để con ong nó nhận diện, nó ngửi được mùi khói, nó sẽ dạt xuống dưới. Rũ dứt khoát này, còn thế nào thì có thể là mình có thể thổi được nó. Để trong quá trình làm này có cái lưỡi mèo gì đó thì mình vặn nó đi rồi mà tiến hành đưa lên trên kia để cắt bít thôi. Làm xong mình dạt ra chỗ khác ngay để cho nó ổn định, nó bù lại thùng đó, nó bù lại thùng nhé. Thế này là cái cách rũ ong để khai thác nhá. Cầu ong được rũ rồi, đưa lên phía trên này để tập trung mình quay nhá. Quay đấy. Và trước khi quay ấy, mình phải cắt cái bít lắp của nó nhé, cắt bít lắp mặt trên này này.
Tại vì khi nó đóng vào bánh mật nó bít lắp lại, mình phải cắt bít thì mình quay nó mới ra được. Thế còn khi mà người quay mật đây thì ở khu xa thùng thì không cần phải dùng đồ bảo hộ, ăn mặc bình thường thôi. Và đây là shop đang tiến hành quay trên cái thùng thùng 4 cầu. Thùng 4 cầu đáy bằng, không có lỗ tháo mật. Chất liệu này vẫn là chất liệu bằng tôn. Còn anh em nào chơi cao cấp hơn thì sẽ chơi cái chất liệu bằng inox. Này. Thì đây khi quay xong là có xịt thêm gọi là thuốc để dưỡng ong nhé. Thuốc dưỡng ong. Anh em mới gọi là thuốc kích thích đấy. Dốc kép một giờ. Thế là để cái lớp mật sau ấu trùng nó đẹp, mật nó đẹp nhé. Để tiến hành xong rồi là đưa vào cầu và xách xuống cái dưới thùng dưới kia để mình vào lại thùng nhá. Thì cái này là về cái cầu ấy thì có thể mình vào lẫn được, nhưng mà quan trọng là cái thùng số lượng cầu bao nhiêu mình thả đúng cầu thôi. Cầu của thùng này có thể đưa sang thùng khác được, nó đều là ong nội, nó chung một giống mà. Đấy. Bây giờ làm cái ga ba chân như chân kiềng ấy, xong rồi đặt cái thùng lên quay dưới ống cao. Nhàng lắm. À. Cao lắm. Cao á? Cao đến gần đến nó cổ ông. Nhòn nhàng. Đấy, quay xong là tiến hành xịt thuốc dưỡng, xong cho xuống để đưa vào cầu nhé, đưa vào thùng. Rồi, chào anh em nhé, hẹn gặp lại anh em trong clip sau. Tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách vào cầu ong khi mình quay mặt xong nhé. Xin chào.